Hi everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi tựa game Ice Cream 4. Chúng mình cùng đi khám phá tựa game này mức độ khó nhất nha. Mình sẽ chơi luôn là mức độ khó nhất. Look at them in their cage. I caught all the kids, the fat super kids. Now some ice cream will be made. Oh, Jim, it's you? We're gonna make some ice cream fun. Kids, you're all reunited again. I'll leave you alone a moment so you can talk about your adventures. But don't get too comfortable. No, no, no. Now that you're all beautiful and plump and chubby, soon you will enter my special room and I'll squeeze you to the last drop. Một con robot bánh kem khổng lồ. Oh my God. Thank you.
Wow. Mình sẽ để con này chạy và dụ ông bán kem xuống dưới đây. Ông bán kem, bán kem đây rồi. Mình không muốn tiếng còi báo động thu hút ông bán kem lên đây. Chúng ta đi khắp cái tòa nhà này tìm kiếm mình. Đi trong tay thật nguy hiểm. Cầm theo cái này.
Ok, vậy mình là mình đã hoàn thành cách để phá giải trò chơi này. Mức độ khó nhất là không chết mạng nào. Yes! Yes! Chạy đi các bạn ơi. These kids are driving me crazy. How could they run away again, huh? Well, these two don't take them very far. They're actually still inside my factory. Vậy là tự nhiên này sẽ còn phần tiếp theo. Before I find them. Bọn chờ phần 5 của tự nhiên Ice Cream nha. Và video của mình xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn nhớ like, subscribe, comment để lại ý kiến của mình về tựa game này nha. Goodbye, see you again, hẹn gặp lại. Bye bye.